Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại tỉnh Nghệ An, trong đó thành phố Vinh là địa phương có số lượng ca mắc mới cao nhất. Mỗi ngày, địa phương này ghi nhận đến hàng trăm ca mắc mới. Thế nhưng, việc thiếu vật tư y tế, đặc biệt là kit test nhanh, đang khiến cho công tác phòng chống dịch COVID-19 gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm này, mỗi ngày phường Hưng Dũng ghi nhận trên 40 ca mắc COVID-19. Số lượng người thuộc diện được test nhanh miễn phí lên đến hàng trăm người. Thế nhưng, trạm y tế phường chỉ nhận được 50 bộ kit test nhanh để phục vụ cho 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Số lượng này chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu thực tế. Không đủ để làm anh ạ. Còn bây giờ những người mà đến mà có triệu chứng ho sốt mà chỉ có 1-2 triệu chứng thì em không làm được, bởi vì là không đủ test để làm những trường hợp đó, mà chỉ làm những trường hợp là có tất cả các triệu chứng mà trong cái thứ hai cần thiết thì em mới làm được. Thì lấy nó khó mình chứ còn khoảng bao nhiêu cái kit test đánh được? Trong khó hiện tại em chỉ còn có 50 cái ạ. 50 cái dư tu có thể là dùng trong bao nhiêu đâu? Chắc này là nửa buổi thôi ạ. Cũng hoàn cảnh tương tự, mỗi ngày phường Cửa Nam có hàng trăm người thuộc diện F0, F1 có triệu chứng cần được test nhanh COVID-19. Thế nhưng, trạm y tế chỉ còn khoảng 90 bộ kit test. Theo nhu cầu của dân hiện tại là đang còn thiếu. Đó, vẫn đang còn thiếu. Tất cả các F1 cần phải được xét nghiệm, đang phải là gần đến 200 người để phải xét nghiệm test đến ngày thứ Bảy của F1 á. Đó, nhưng mà dư hiện tại là trong kho được khoảng 90 test cho là trước cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của công tác phòng chống dịch. Mỗi ngày thành phố Vinh có nhu cầu sử dụng khoảng 2.000 bộ kit test nhanh cho các đối tượng F0, F1 và người có triệu chứng, trong khi số kit test của trung tâm y tế chỉ còn hơn 4.000 bộ, nên việc cấp phát rất nhỏ giọt. Bên cạnh đó, các loại vật tư y tế khác như găng tay, quần áo bảo hộ cũng thiếu trầm trọng. Sự bị động của ngành y tế thành phố đang khiến công tác chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Ôi, trang bị vật tư y tế đấy nhà em nó có được sử dụng anh ạ. Đôi khi găng tay nhà em đang còn phải mua đang từng hộp một á. Có những bữa là làm là cũng nó có găng tay để sử dụng luôn. Chúng tôi phải họp qua phải trình ý kiến lên thành phố, thường trực của thành phố và của sở y tế để xem cái giải, xin cả cái giải pháp để mà cung cấp được cho cả cái trạm y tế, đặc biệt cho người dân trong cái thời gian khi đang còn chơi kết quả đầu thông. Có thể là phương án nào? Có thể chúng tôi sẽ triển khai được khi mà xin được, sẽ xin chủ trương là cái chỉ định thầu rút gọn. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Mỗi ngày Nghệ An ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới, nhu cầu test nhanh sàng lọc của người dân tăng cao. Thế nhưng tại các trạm y tế, không chỉ thiếu kit test nhanh cho các đối tượng miễn phí, mà hiện nay việc test dịch vụ cũng không được thực hiện. Hiện nhiều người đang gặp phải các di chứng hậu COVID-19 như là mệt mỏi, hụt hơi, mất ngủ, thường xuyên lo lắng, căng thẳng. Các bác sĩ cho biết là không phải tất cả những bệnh nhân mắc di chứng hậu COVID-19 đều phải điều trị thì mới khỏi. Nhưng người bệnh không nên tự tìm cách chữa trị mà không có sự tư vấn của bác sĩ. Hoạt động được hơn nửa tháng, phòng khám hậu COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận khá nhiều F0 đã khỏi bệnh đến khám, tư vấn và điều trị. Rất nhiều bệnh nhân gặp phải tình trạng mệt mỏi, xuống sức, kèm theo thấy lạnh, nhiều người bị rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu. Những vấn đề tâm thần cũng như lo lắng trầm cảm sau COVID thì rất thường gặp và nó là những cái triệu chứng thậm chí là nổi bật với những kể cả những nhóm bệnh nhân nhẹ và kể cả những nhóm bệnh nhân phải vào viện điều trị. Đó là cái vấn đề tôi thấy là rất là nổi bật của những bệnh nhân sau COVID. Những bệnh nhân hậu COVID thì được theo khuyến cáo của Tổ chức Thế giới thì sẽ được thăm dò các cái chức năng mà của bệnh nhân. Ví dụ là nếu bệnh nhân mà có cái suy hấp trong quá trình bị COVID thì thường là có cái rối loạn của cái chức năng cơ quan hô hấp thì phải cần phải đo chức năng hô hấp, phải kiểm tra phổi, đánh giá mức độ sơ phổi. Những bệnh nhân mà liên quan đến đông máu thì phải kiểm tra các yếu tố đông máu xem nó còn kéo dài hay không, có ảnh hưởng đến cái chức năng tim mạch máu hay không. Thế rồi những cái rối loạn về tâm thần kinh thì cũng phải đánh giá xem là những cái có tổn thương thực thể hay không, hay đấy là chỉ là những cái rối nhiễu tâm lý thì để có thể tư vấn phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết không phải tất cả F0 khỏi bệnh đều cần khám hậu COVID-19. Trong đó, nhóm cần phải đi khám hậu COVID-19 sớm là những người mắc bệnh nặng, từng phải điều trị trong phòng hồi sức, F0 đã âm tính, đang vận động mà bị tức ngực,
khó thở, vận động kém đi cũng cần đi khám. Đây là những dấu hiệu đặc trưng của hậu nhiễm. Người bệnh có dấu hiệu rối loạn tâm thần như hoảng loạn, lo lắng cũng cần phải đi khám. Ví dụ như là mệt mỏi, cảm giác hụt hơi, khó thở, ho kéo dài thì nên đi tái khám. Ngoài ra còn những bệnh nhân mắc bất kỳ một cái tình trạng nào liên quan đến tổn thương chức năng cơ quan, ví dụ như tình trạng đau ngực, tức ngực, hoặc là lo lắng, hoặc stress, hoặc mất ngủ, hoặc những cái rối loạn tinh thần liên quan đến sau nhiễm Covid đều nên tái khám. Và thêm vào đó là những cái bệnh nhân trước đấy đã phải điều trị trong bệnh viện, đã phải điều trị thở oxy hoặc là đã điều trị thở máy thì nên tái khám để đánh giá cái khả năng hồi phục của bệnh nhân đấy. Thông thường thì những cái bệnh nhân cao tuổi có các bệnh nền thì sau khi mắc Covid thì nên đến bệnh viện để đánh giá lại về mặt sức khỏe cũng như các rối loạn về mặt chức năng. Cái vấn đề thứ nhất, cái vấn đề thứ hai nữa là các bệnh nhân khi có những cái bất thường sau khi nhiễm Covid, ví dụ như mệt mỏi, lo lắng, chán ăn, rồi các chỉ số về xét nghiệm hoặc là các chỉ số về mặt sức khỏe bất thường thì cần phải đến khám ngay. Các bác sĩ cũng khuyến cáo một số nhóm F0 sau khi khỏi bệnh cần lưu ý các vấn đề khám hậu Covid như nhóm người có bệnh nền, tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, nhóm người từ 60 tuổi trở lên, nhóm người phải nhập viện khi mắc Covid-19, bị suy hô hấp, phải can thiệp thở oxy trở lên, sốt cao phải nhập viện. Người bệnh có thể khám với các bác sĩ gia đình, bất kỳ bệnh viện nào mà không cần đến cơ sở y tế lớn. Điều này vừa tránh quá tải cho hệ thống y tế, vừa không tác động đến những bệnh nhân khác, khiến họ hoảng sợ theo mà đổ xô đi khám hậu Covid-19. Thưa quý vị, trong những ngày đầu năm mới này, ngành nông nghiệp liên tiếp đón nhận nhiều tin vui, nhất là ở lĩnh vực xuất khẩu. Theo báo cáo, thì xuất khẩu nông sản đang có mức tăng trưởng lớn, bất chấp những khó khăn đến từ dịch Covid-19. Điều này sẽ tạo đà cho mục tiêu xuất khẩu nói chung của toàn ngành năm nay đạt khoảng 49 tỷ đô la Mỹ. Các sản phẩm cà phê từ công ty này ngay từ tháng 1 đã nhận được rất nhiều đơn hàng từ các nước trên thế giới, với mức tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 7.000 tấn. Dự kiến năm nay họ sẽ xuất khẩu 65 đến 67.000 tấn. Đấy là một con số tôi nghĩ rằng là kỷ lục. Đối với lúc mà khó khăn, vô cùng khó khăn như thế này thì chúng tôi cũng đã xuất khẩu được một lượng lớn như vậy. Nó là tương tự là 3.500 container. Với đơn vị này, công nhân đã phải đi làm từ mùng 3 Tết để kịp cho các đơn hàng sau Tết Nguyên đán. Hơn 1.680 tấn trái cây vì thế đã có mặt ở Mỹ hay châu Âu. Nhiều nền kinh tế trên thế giới mở cửa trở lại, bất chấp dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, đã giúp ngành nông sản có thuận lợi lớn ngay từ đầu năm mới. Chúng tôi là có một cái niềm tin rất lớn là năm 2022 sẽ là một cái năm mà bứt phá lớn cho cái ngành nông nghiệp mà cũng như là cái về cái xuất khẩu rau quả. Đó là một cái tín hiệu tốt là cho cái ngành rau quả của chúng ta có thể bứt phá trong cái năm 2022 này để mà kim ngạch nó vượt hơn cái năm 2021. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm nay là 4 tỷ đô la Mỹ. Với những tín hiệu lạc quan ngay từ đầu năm mới, con số này được dự báo sẽ tăng hơn nữa, góp phần lớn trong mục tiêu chung của ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng gần 3% trong năm nay. Thưa quý vị, hiện nay giá hàng hóa, thực phẩm và đặc biệt là các loại rau xanh đã giảm khá mạnh so với thời điểm áp Tết Nguyên đán 2022. Theo khảo sát cho thấy, giảm giá nhiều nhất là các mặt hàng như là thịt lợn, thịt bò, thủy sản, hải sản hay gà tươi. Giá hàng hóa, thực phẩm đã giảm mạnh và sức mua thì vẫn chưa tăng nhiều. Cụ thể, giá thịt lợn tại các chợ phổ biến từ 100 cho đến 140.000 đồng 1 kg, giảm 10.000 đồng 1 kg so với trước đó. Giá thịt bò từ 170 cho đến 300.000 đồng 1 kg, giảm từ 5 cho đến 15.000 đồng 1 kg tùy loại. Giá thịt lợn tại các chợ giảm do một phần sức mua yếu và do tác động từ việc chững giá của giá lợn hơi. Cùng với giá lợn thì giá gà nguyên lông cũng giảm mạnh dù đang thời điểm sát rằm tháng Giêng. Hiện giá gà ta nguyên lông có giá từ 130 cho đến 135.000 đồng 1 kg, giảm 20.000 đồng 1 kg so với tuần trước. Giá thủy sản cũng hạ nhiệt khoảng 10.000 đồng 1 kg. Cụ thể, cá chấm loại 6 kg một con bán với giá 70.000 đồng 1 kg. Cá chép từ 60 cho đến 70.000 đồng 1 kg. Tôm sông 25.000 đồng một lạng.
Hiện nay, mưa xuân và không khí ẩm đã hỗ trợ cho rau xanh phát triển nhanh. Giá các loại rau xanh đang hạ nhiệt một cách nhanh chóng và chủng loại rau cũng phong phú hơn. Với nhiều loại rau củ quả cũng đã giảm mạnh, trong đó giảm mạnh nhất đó là giá cà chua từ mức 50.000 đồng 1 kg dịp Tết đã giảm xuống còn 15.000 đồng 1 kg, cà rốt 10.000 đồng 1 kg, rau muống 5.000 đồng một mớ, rau cải 15.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, tức là 16 tháng Giêng, di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, chùa Hương thuộc huyện Mỹ Đức sẽ chính thức mở cửa trở lại sau một thời gian dài phải tạm dừng đón khách tham quan để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngay từ hôm qua 11 tháng 2, thì việc bán vé thử đã được tiến hành để phục vụ cho du khách thập phương đến tham quan chiêm bái. Hôm nay sẽ là một ngày rất vui với bà Bùi Thị Vân, cũng như rất nhiều hộ dân mưu sinh bằng nghề chèo đò chở khách trên dòng suối Yến, chùa Hương. Bởi chỉ ít ngày nữa thôi, dòng suối này sẽ tấp nập trở lại, đồng nghĩa với việc hàng trăm gia đình sẽ có thêm nguồn thu nhập. Đò thuyền là chúng tôi cũng sửa sang rồi, quét dọn sạch sẽ, tu sửa để chuẩn bị đón khách thập phương về để khuyên vái vãng cảnh chùa. Để... tới đây đến 16 tháng 2 này là chúng tôi đón khách về thiên vái chùa, thì chúng tôi phục vụ khách đến đón khách ra vào đi nơi về chốn. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, hiện dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được khống chế và được đánh giá ở cấp độ 1 an toàn. Do đó, việc mở cửa đón khách tham quan chùa Hương không chỉ đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, mà còn đáp ứng nguyện vọng của người dân cũng như khách thập phương mong muốn đến tham quan dịp đầu năm. Tuy nhiên, công tác phòng dịch phải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, toàn bộ những người làm nghề chèo đò đều đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Tuyệt đối chấp hành cái việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách, thế và khai báo y tế bằng mã QR code và thực hiện tốt các nội quy quy định của ban tổ chức đã đề ra. Thế và đặc biệt là đối với các du khách mà chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19 thì không nên đến khu di tích để bảo vệ sức khỏe của chính mình và bảo vệ cho cộng đồng. Để đảm bảo an toàn cho hàng vạn du khách đến chùa Hương trong ngày 16 tháng 2 tới, Công an huyện Mỹ Đức sẽ tổ chức 7 chốt phân luồng giao thông từ xa để tránh ùn tắc. Đặc biệt, mọi hành vi mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm. Thứ nhất là chống đổi tiền lẻ, thứ hai là bán các cái mặt hàng đồ chơi mà mang tính chất bạo lực. Cái thứ ba nữa là ép khách ép giá trên cái dòng suối Yến này, và các cái hiện tượng mà có hiện tượng mà đánh bạc đánh bài ở trên dòng suối Yến thì chúng tôi sẽ nhắc nhở tuyên truyền, và sau đó những hành vi nào cố tình thì chúng tôi sẽ là xử lý theo quy định của pháp luật. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, khoảng 2.000 du khách đã đến với chùa Hương. Lý giải cho vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, việc mở cửa bán vé sớm hơn dự kiến nhằm đáp ứng nguyện vọng tham quan, vãn cảnh. Lực lượng chức năng địa phương đã ra quân, kiểm soát công tác vận hành đón khách để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm để người dân và khách thập phương có một mùa lễ hội an toàn.